Đây là G7X2. Đã làm thì phải mạnh, mà muốn mạnh thì phải đông gu. Yeah, G7 gu mạnh hơn. Chứng minh không ngại nghịch cảnh. Muốn biến mọi thứ trở nên trong lành thì phải cần sự sáng tạo, mà sáng tạo thì là phải cao và phải cần sự táo bạo. G7X2 thành công từ bàn tay không. Lần đầu tiên tại Việt Nam, mới hơn, ngon hơn, mạnh hơn, chứ gu mạnh gấp đôi cho người thứ thiệt. Làm tới nơi chơi tới bến, thứ thiệt phải dùng hàng Việt, chỉ có thể là X2.